Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Meta này, cái bọn võ sư kết hợp với Warlock ấy, nó quá mạnh. Nó chẳng ngán bất cứ một cái bộ nào cả. Nó mạnh từ đầu game đến cuối game luôn. Đấy. Thậm chí nó đấm những cái bộ khác như con. Lên game nếu mà ra được con gấu tổ lên 2 sao thì cũng yên tâm luôn là lên game chơi được. Còn nếu mà ra được cái con ngộ không 2 sao nữa ấy, hoặc là phong vũ 3 ấy, thì chắc chắn là chắc suất vô địch. Đó. Tại sao lại có thể để cho một cái lineup mà nó mạnh một cách quá thể đáng đến như thế nó xuất hiện? Anh em, nhiều anh em bảo là beat hay là hunter các thứ, counter. Tôi thấy là ừ thì counter, nhưng mà nó chỉ counter ở một cái giai đoạn nào đấy thôi. Như cái bộ Hunter nó còn sấp mặt với cả mấy cái bộ như là bộ Warrior, sấp mặt mấy cái bộ như bộ Clive. Nhưng cái bộ này nó đâu có như thế đâu. Nó gặp Hunter ở cái giai đoạn giữa game nó cũng đâu có ngán đâu. Đấy. Rất là chán khi mà có một cái lineup mà nó tự nhiên nó bật lên, nó mạnh hơn hẳn những cái lineup khác một cách vô lý đến như vậy. Nó khiến cho một cái con game nó đang rất là hấp dẫn vì cái tính cân bằng. Nó đang rất là hay khi mà chúng ta có thể chơi được tất cả các cái thể loại. Meta trước là cực kỳ cân bằng nhá anh em nhá. Tôi phải nói với anh em là một cái sự thật ý, là mặc dù meta trước rất nhiều anh em bỏ game, nhưng mà nó lại là một cái meta mà cực kỳ là cân bằng luôn. Tất cả những cái bộ đều có thể chơi được hết và có thể được top 1 hết. Nếu mà anh em chơi ok, anh em chơi tốt thì anh em có thể bất cứ lineup nào anh em có thể chơi được top 1 hết. Nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn. Bây giờ thì đa phần nó chiếm tới 70%, 75% đó là cái bộ võ sư kết hợp với Warlock rồi. Đó. Quá là mất cân bằng luôn. Anh em chỉ cần nhìn cái thống kê nhá, hôm qua trên cái trang Facebook ấy của cái bọn Dodo, nó có thống kê cái tỷ lệ mà nó ra, à cái tỷ lệ chiến thắng của bọn võ sư nó lên tới là gì? Cái tỷ lệ tôi không nhớ, nhưng mà cái hạng trung bình nó là 2 chấm mấy ấy. Trời ơi, làm gì có cái thể loại tỷ lệ gì mà một cái tỷ lệ chiến thắng của một cái lineup mà nó lên tới 2 chấm mấy được anh em. Cái đấy chỉ là cái tỷ lệ của những cái người chơi thôi, những cái pro player xuất sắc thì mới nó cái tỷ lệ đấy nó mới là chuẩn. Còn một cái tỷ lệ mà 2 chấm mấy mà để đánh giá, để gọi là phản ánh một cái lineup thì nó là quá mất cân bằng rồi, chứ không phải là mất cân bằng bình thường nữa. Đó, thế nên là tôi cũng đang định là nghỉ một thời gian cho đến khi nào mà update thì tôi chưa mới chơi tiếp đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chả biết là đến bao giờ thì bọn nó mới update đây. Anh nghĩ nó cũng chả biết là đến bao giờ mới update thì thôi. Thì lại phải ra clip thôi, chứ còn nghỉ lâu thì anh em quên tôi mất. Dã man. Mà nói đến cái việc là update ý, thì tôi nghĩ là cái meta này tôi nghĩ là sẽ là dài dài đấy. Không những là dài dài mà nó là rất là dài dài luôn. Một cái câu chuyện muôn thuở mà tôi không muốn nhắc đến, nhưng mà tôi lại phải nhắc đến ở trong cái video clip này. Đấy, mà cái lý do mà chắc là tất cả anh em ở đây đều đã biết, nó đã rõ hơn một rồi. Đó là cái việc bán skin của nhà phát hành. Cái skin của cái bộ võ sư nó đã được tung ra và nó bán rất nhiều trong giai đoạn này. Nhất là skin của con phong vũ. Anh em thấy là cái skin phong vũ rất đẹp, rất khó có thể cưỡng được. Ui dùi ui, súng 2 à? Đang định eco, đang chuỗi cộng 4 đấy chứ. Nhưng mà như thế này thì khả năng lại đi chuỗi thắng à. Round này thì chắc chắn là thắng rồi. Cái tầm này mà súng 2 lại ở trong cái bộ Gladiator, xong rồi lại có cái con ách 2 sao để làm tăng cơ nữa. Tôi nghĩ là cái round này tôi sẽ chiến thắng thôi. Và tôi sẽ được thêm một tiền, lúc này sẽ là 20 tiền. Và thắng round này thì khả năng là round sau tôi sẽ up cấp, tôi sẽ chơi một cách bình thường. Với cái bài như này thì không có tội gì mà phải eco cả anh em ạ. Chắc chắn là sẽ đánh là chuỗi thắng rồi. Rất có thể là sẽ là chuỗi thắng, nếu mà không gặp những cái bộ võ viết các thứ thì chắc là chuỗi thắng được. Mà trận này có lên chơi Gladiator không? Anh em cũng biết là có mấy cái trận trước là tôi cũng đã lên cái clip là Gladiator này bị cái bộ võ sư ấy. Thế này, ui rồi ôi anh em ơi. Vừa nhắc đến võ sư thì võ sư tới thăm luôn. Ra gấu tổ thì là ấm luôn rồi. Bây giờ ấy, tất cả ra cái bọn gấu ấy, con nào cũng ngon, nhưng mà cái con gấu tổ này nó là ngon nhất. Đấy, ra sớm thì là quá là tuyệt vời luôn.
cái ngon cái con ngon thứ hai sau cái con ngon con gấu tổ ấy, nó chính là con gấu assassin cực kỳ mạnh. Hunter hay là Greater nhỉ? Tự nhiên ra Hunter này. Tôi nghĩ là cái giai đoạn này vẫn Hunter thì nó sẽ không mạnh bằng là Greater đâu. Greater giai đoạn này mạnh hơn. Hunter thì phải 6 con nó mới đủ mạnh. Có lẽ là chúng ta sẽ đợi tiếp. Đợi đủ 6 con Hunter rồi chúng ta chuyển sang Hunter chơi đâu. Hunter gặp võ sư, tôi nghe nói là các anh em đều có thể là đấm được cái bộ võ sư. Mặc dù tôi cũng không tin lắm. Đấy. Nhưng mà có thể trận này tôi sẽ thử. Hunter gặp võ sư xem nào. Hunter thì cũng không phủ nhận được cái sức mạnh của nó. Nhưng mà cái bộ này cái meta trước thôi chứ meta này lép khá nhiều đấy. Không biết là có ăn thua gì không. Ra Hunter này. Mà ra này tôi bán con này đi. Từ từ đã. Mà chơi Hunter thì cũng không dùng cái con rồng anh em ạ. Chơi Hunter cũng không dùng con rồng đâu. Con rồng này mua tạm một con kích hệ đâu. Hunter thì ở trong cái bộ Hunter là nó sẽ có là con cung đen này. Con Wing Ranger này, con thỏ này. Là ba con rồi đúng không? Con súng là 4 này, con Skull Hunter là 5 này. Và con Tetsulami là 6. Đấy, không có Tetsulami thì là Siren. Siren là 6. Ui giời ơi, đồ hơi chán nha. Cái bộ Hunter nó sẽ không có cái con rồng này anh em ạ. Con thỏ hoặc là con Wing Ranger có thể thay bằng con Siren và con Tsunami để nó có thêm cái bộ cá thôi. Chứ còn chúng ta không có slot cho con rồng. Thậm chí là nếu mà không có tất cả những cái con ở trên thì có thể là con nhện nó cũng thay được. Nó còn mạnh hơn con rồng. Đấy. Con nhện thay được. Chắc chắn là trong bộ Hunter nó phải có con súng rồi nhá. Đấy, con cung đen thì có cũng được mà không có cũng được. Con cung đen thì cái vị trí nó giống như con thỏ và con Wing Ranger ấy. Chỉ cần một trong ba con thôi. Sau đó là đến con Tsunami. Nếu mà bài truyền thuyết có thì chắc chắn nó sẽ là có lấy Tsunami rồi. Siren chắc chắn là có rồi. Đấy. Trong trường hợp không có Tsunami nó sẽ là Siren. Và một con như kiểu con Wing. Đấy, nhiều line-up chơi võ lắm anh em ạ. Câu gấu, nói chung là cứ bọn nó câu gấu khỏe vãi đái luôn. Hunter thì đâu, đây này anh em này, bây giờ mới đủ 6 con này. Nhưng mà đâu có phải là cứ lúc nào cũng là 6 con ở đâu đúng không? Tôi là bài này là nó ra 6 con này còn ra sớm ấy nhá. Để xem là có ăn thua gì không. Còn chơi Hunter còn mốc mồm mới lên được 6 con anh em. Có khi vớ vẩn sau ra 15 mới ra 6 con Hunter ấy. Đánh 3 con Hunter ăn thua gì, làm sao mà đè được cái bọn đấy. Tôi nghĩ khó. Đánh ở late game thì cũng chắc gì đã ăn được. Khó lắm anh em ạ. Anh em ăn được là bởi vì đối thủ không biết chơi thôi. Gặp một cái đối thủ biết chơi thì cái câu chuyện chơi Hunter nó không thể ăn được võ đâu. Cứ khẳng định với anh em luôn. Cái bộ mà anh em ăn được đó là cái bộ Warlock kết hợp với cả võ thôi. Chứ còn bây giờ nhá, nếu mà giả sử nhưng mà bây giờ nó chuyển sang là gì? Võ sư kết hợp với cả 6 đá sao? Có mà ăn nó mắt. Úi ôi. Ơi giời, anh em này lại còn chào tôi xong rồi lại còn hỏi sáng tác nhạc đến đâu rồi. Vẫn sáng tác bình thường bạn. Từ từ đã, để xem nào. Thôi được rồi, trả lời như này đi. Có cái gì chia sẻ ở trên kênh sau. Đợt gần đây tôi đang ấp ủ làm cái album mới anh em ạ. Đấy thì nó phải coi như là trau chuốt từng bài. Làm sáng tác nhạc thì nó không giống như là ra video game. Đấy, tức là ngày nào cũng ra được. Nhạc thì nó không như thế anh em ạ. Có thể là một tuần hoặc một tháng mới ra được. Đấy. Mà đã ra là ra một, nó gọi là một album luôn ấy. Chứ còn tôi không ra lẻ từng bài.
Tất nhiên là vẫn có bài lẻ, nhưng mà bài lẻ nó ra ít thôi. Ra nó là nó cùng một album, nó cùng một thể loại, nó cùng một cái nội dung đấy thì nó hay hơn. Và cái album nó sẽ bổ sung cho các cái bài hát, nó sẽ bổ sung cho nhau. Chứ còn nếu mà tôi ra lẻ từng bài thì nó sẽ là những cái bài mà ấp ủ đấy, những cái bài đầu tư. Thì cái đó thì có thể là sẽ ra lẻ, nhưng mà nó không phải giai đoạn này. Giai đoạn đầu của tôi muốn là tôi sẽ ra các cái album đó. Cái chiến lược của tôi thì là cái giai đoạn đầu thì phát triển âm nhạc ở trên cái nền tảng số đấy. Thì lúc đầu là phát hành ở trên những cái nền tảng số khác, có cả YouTube Music, nhưng mà nó sẽ không phải là quá chuyên về cái YouTube. Tức là chúng ta làm thì chúng ta có những cái chiến lược riêng. Thì tôi có cái chiến lược là tôi phát triển trước để có một cái gì đấy đã, có dấu ấn riêng đã, sau đó thì sẽ làm một cái kênh YouTube nghệ sĩ. Thì hiện tại tôi cũng đang xin YouTube là một cái kênh để tôi làm cái kênh nghệ sĩ rồi. Đó, sắp tới thì cũng sẽ có một cái kênh nghệ sĩ có tên là Tuấn Cơm. Đấy, còn hiện tại anh em nếu mà tìm Tuấn Cơm ở trên YouTube thì anh em sẽ có một cái chủ đề thôi. Cái chủ đề đấy là tổng hợp những cái album mà tôi đã phát hành. Kênh chủ đề của Tuấn Cơm ấy thì lại không phải do tôi làm, cũng không phải do tôi quản lý, mà cái đấy là do YouTube nó tự làm đấy, nó tự quản lý cái đấy, chứ không phải là do tôi quản lý. Cái kênh mà anh em search ra Tuấn Cơm ấy thì cái đấy là họ tự tạo cho tôi đấy, bởi vì là tôi là cái người sáng tác nhạc đấy, có thể nói là nghệ sĩ đấy, là nhạc sĩ đấy. Thì họ tạo cho tôi một cái nó gọi là chủ đề Tuấn Cơm để liệt kê những cái album của tôi vào một cái chủ đề đấy đó, để cho anh em có thể là dễ tìm chẳng hạn, có thể nói là như thế. Chứ tôi cũng chưa biết là nó có cái tác dụng gì trong cái thời điểm hiện tại ở trên YouTube, chắc là cũng chả có cái tác dụng gì ngoài việc là đánh cái bản quyền của âm nhạc đấy, thế thôi, cũng chả có cái tác dụng gì nhiều. Tức là cái bài hát của tôi nó được phát hành ra thì nó sẽ có cái bản quyền của tôi đấy, khi mà bị sử dụng lại cái nhạc thì nó sẽ đánh bản quyền, thế thôi. Còn sắp tới thì để mà kiếm tiền được bằng âm nhạc ấy thì ở trên YouTube ấy thì nó sẽ phải có một cái kênh nghệ sĩ, lúc đấy thì ra những cái video clip âm nhạc của chính mình ở trên YouTube để kiếm tiền đó. Thì cái đấy là cái sau, còn bây giờ tôi chưa có kiếm tiền cái kiểu đấy, mà hiện tại là tôi đang phát hành nhạc và tôi bán nhạc ở trên cái thị trường các cái Spotify này, hay là những cái trang cửa hàng trực tuyến bán nhạc đó. Họ sẽ sử dụng nhạc của tôi để sử dụng vào việc công việc, ví dụ làm YouTube chẳng hạn đó, thì có những cái trang riêng để làm những cái đấy chứ không phải ở trên YouTube. Hiện tại thì vẫn đang ổn nha anh em nhé. Anh em không thấy tôi nói gì không có nghĩa là tôi không làm nữa. Cái đấy là tôi xác định là tôi làm lâu dài rồi. Tôi xác định là tôi sẽ làm và tôi làm lâu dài. Ui ôi, ông này mẹ to thế. Vãi cứt ạ. Round 16 đã cái con gấu tổ 2 sao rồi. Lại còn 4 gấu nữa. Vãi đài. Bây giờ cái bọn gấu nó dễ lên 3 sao lắm nhá. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nếu mà anh em câu gấu ấy, anh em có 4 gấu, anh em kích hoạt 4 gấu và có con gấu tổ ấy, là nó chỉ ra con gấu tổ và cái con gấu võ thôi. Thêm một cái con gấu nữa cho vào thì là chắc chắn là nó chỉ ra 3 cái con đấy thôi, và nó có tỷ lệ là 30%, chứ nó không ra những con gấu khác. Ngày trước là 4 con ấy, nếu mà có 4 con gấu nó sẽ ra cả những cái con gấu khác nữa, mà có tất cả 5 con đúng không? Con gấu mết này, gấu Saman này, gấu Assassin, gấu tổ và gấu đù, có tất cả 5 con. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ nó chỉ có 3 con để nó có thể ra được thôi, 3 con trên bàn cờ ấy. Thế là cái tỷ lệ nó ra nó lại có tăng lên 30% nữa chứ. Rất là dễ để lên 3 sao luôn. Khó chơi thật sự. Đấy anh em thấy không, tôi Hunter này có ăn được đâu. Con gấu tổ nó khỏe kinh khủng luôn ấy. Làm sao mà có cái cửa gì ăn được. Cái chuỗi cộng 7 kia chắc là nó kéo dài mãi mãi rồi. Gấu tổ lên được 2 sao thì bây giờ cứ dí thẳng lên 10 thôi chứ còn làm gì nữa đâu. Đúng không? Đấy, khó chưa à? Mà cái con game bây giờ anh em ạ, à, người ta vào người ta chơi thằng nào câu ra gấu trước người thắng nhá. Tôi khẳng định với anh em luôn đây.
Xem lại. Ấy, thế là biết được ai chiến thắng rồi đấy. Cái thằng gấu, hai cái thằng gấu phía dưới là xác định luôn. Vẫn còn gấu tổ một sao. Đấy, rất nhiều người chơi gấu nhưng mà có phải thằng nào nó vô địch đâu. Tranh nhau chơi. Bây giờ anh em cũng thông cảm với tôi nhé. Nếu mà tôi có làm content ấy, thì tôi chắc chắn là tôi sẽ không có hôm nay chơi bộ Metalite kết hợp với Warlock. Ngày mai cũng chơi cái bộ đấy. Ngày kia cũng chơi cái bộ đấy thì nó còn ra cái gì nữa đúng không anh em? Thế nên là anh em cũng thông cảm. Nếu mà tôi không được top 1 thì anh em cũng thông cảm. Bởi vì những cái live khác làm gì có cái cửa mà làm gì mà ăn được đúng không? Chả có cái cửa nào mà bật được cái bộ Warlock võ đâu anh em ạ. À, anh em thông cảm, nếu mà trước khi update mới thì có thể là tôi vẫn sẽ chơi rất là đa dạng các cái đội hình khác nhau. Đấy, nhưng mà để được top 1 thì trận đấu đấy phải không có cái bọn võ sư. Đấy, không có bọn võ sư thì được, còn nếu có bọn võ sư thì xin phép anh em nhá. Bây giờ chắc chắn là nếu mà có bọn võ sư nó sẽ là 4-5 thằng chơi tranh nhau. Thằng nào đỏ nhất thì thằng đấy nó sẽ vươn lên để solo với cả chúng ta lead game. Đấy, mà lead game thì thôi chịu, không có cái cửa gì ăn được luôn. Hunter này, cùng bộ ấy. Trên này tôi đang tính là có thể nó sẽ không chơi Hunter. Có một cái lý do đặc biệt mà trận này tôi không ưa cái bộ Hunter là mặc dù ra súng 2 sao rồi. Đấy. Cái lý do tại làm sao thì tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh em. Bây giờ thì tôi chưa muốn giải thích vội. Nó liên quan đến một cái lineup mà nó đang counter vào Hunter ấy, và đối thủ đang có ý định chơi. Đấy. Vừa nãy tôi soi bài thì tôi có nhìn thấy đối thủ là bắt đầu mua những con đấy để dưới hàng chờ rồi. Đấy, và đối thủ ở đây thì anh em cũng có thể hiểu được nó là ai. Tôi biết cái sự chuẩn bị dành cho tôi. Chắc trận này là thấy tôi chơi Hunter nên là đã chuẩn bị sẵn cái bộ counter. Đó nên là tôi quyết định là tôi sẽ chuyển sang chơi beat. Anh em ạ. Chơi beat thôi, không chơi Hunter nhá anh em nhá. Lý do tại làm sao thì tí nữa rồi anh em sẽ biết. Ok. Rồi. Anh em tinh tế anh em có thể nhận ra. Đấy. Chứ là tôi nhận ra từ lâu rồi. Tôi nhận ra từ lâu rồi. Nhưng mà anh em tinh tế là anh em cũng sẽ nhận ra. Đấy, cái người mà có thể là lắm bắt được cái tình hình sớm hơn người khác ấy, thì người đấy sẽ coi như là dễ vào top hơn. Đấy, thì tôi là một trong những cái người như thế anh em nhá. Lý do tại làm sao mà tôi hay vào top là như thế. Tôi luôn là tỉnh táo, luôn là soi bài rất kỹ xem là có thằng nào là counter không. Tôi quyết định là đã có thằng là counter rồi thì chúng ta sẽ không chơi cái bộ này nữa anh em ạ. Xoay luôn, không nói nhiều. Rồi, lên 9 cái đã. Trên này chơi beat thì chúng ta sẽ hướng đến những cái con 5 đô đây anh em ạ. Trong này là có Sailing Assassin, có máy bay là chơi được nha anh em nhé. Rồi, chúng ta gặp một cái bộ beat khác. Ok. Beat này là beat đấy à? À, beat này là beat Havoc, beat Havoc. Tôi chơi beat kẹp với Hunter đó. Kẹp với súng. Chuyện này có máy bay là tôi định là sẽ là Hunter kẹp lùn cũng rất là ok anh em ạ. Mà tôi đang tính xem là có nên đổi cái Kira không này. Tự nhiên nó ra con Velomancer đang tính xem có lên chơi Kira không. Kira đánh ở level 10. Đánh level 10 kẹp thêm con Velomancer vào. Tí lưa ra con máy bay thì vứt cái con Assassin đi thôi. Con Havoc đi hoặc là con Medusa đi. Mà tôi nghĩ là để Medusa để có 3 Hunter. Có điều là cái bộ beat này. Nó mạnh ở cái chỗ là quân đông ấy. Nếu mà chúng ta chơi mà chúng ta lấy cái đồ Kira xong rồi nó ăn thịt những cái con xung quanh thì thực sự là tôi nghĩ là cái sức mạnh của bộ beat ấy có thể là nó sẽ không mạnh như cái sức mạnh thật sự của nó đâu.
Cái găng tay Kira này tôi cũng chưa biết là nó hợp với cái bộ nào, nhưng mà chắc chắn là nó không phải là cái bộ beat. Bộ nào chưa biết, mà bộ beat thì tự nhiên bộ beat nó đang mạnh ở cái chỗ là nó đông ấy, nó lấy đông để nó tăng cái stack nhanh ấy. Nhiều con nó đánh vào một con để tăng stack nhanh thì bây giờ lại ăn bố nó mất 4 con. Trên bàn cờ có 6 con thì đánh đấm gì. Không, găng tay Kira sẽ thích hợp cho một cái bộ khác ngon hơn. Đây rồi, võ sư này. Võ sư này là chơi bằng phong vũ. Chơi được, thế tôi chơi được. Đấy, thấy chưa? Ui, đấm đau luôn. Đấm đau luôn anh em ạ. À. 6 lock võ sư gặp cái bộ Hunter kết hợp với cả Beat này là cũng đi. Nhưng mà cái vấn đề là cái con gấu tổ ấy anh em ạ, à, chứ không phải là cái con phong vũ. Gấu tổ bây giờ ăn đứt phong vũ luôn này anh em ạ. Đấy. Cái bộ này nó đáng sợ là bởi vì có cái con gấu tổ nó quá mạnh. Đây là... Ui, ui mẹ ơi, nhìn này. Vãi đái, thiếu hai con nữa. Thiếu hai con gấu tổ nữa. Hoặc là một cái con gấu tổ và một quả trứng nữa là lên 3 sao bố rồi. Lại còn đang chuối cộng 12, 50 tiền level 9 nó chịu rồi. Thế thì đấm hết còn gì nữa. Beat này chắc tôi vẫn ăn rồi đó. Cáo 2, cáo 2. Cáo 2 với chúng tôi gom lại cho súng bắn. Ui dồi, đau luôn. Vẫn chưa đi. Có khi lên 10 luôn kiếm con máy bay anh em ạ. Bộ này mạnh ở cái con máy bay ấy. Máy bay tí nữa kẹp với cả lùn, kẹp với cả súng. Bắn nó cháy lắm, lên level 10. Có Kira thì đang tính xem có lên chơi không. Ra máy bay thì có thể chơi Kira cũng ngon. Máy bay nó luốt xong nó bắn thì nó cũng gây đam, nó cũng khỏe đấy. Được. Để xem. Nhưng mà vấn đề phải ra là món Kira tự ra chứ còn không mất tiền rèn. Rèn thì không rèn cái đồ xanh dương nữa anh em ạ. Đã rèn là bây giờ là rèn một phát là lên đồ tím luôn hoặc đồ cam thôi. Có ra không? Ui rồi ôi. Random phát nào. Đen thật đấy. Thôi được rồi. Thôi đồ tím nhá anh em nhá. Kệ. Không lấy đồ xanh dương đâu. Lấy đồ tím à. Để cái giáp. Thôi chả cần. À được. Cửa sách. Sách được. Lúc đầu định lấy cái giáp để chống khống chế nhưng mà khổ, đối thủ làm gì có khống chế đâu. Không có khống chế, không cần. Nói chung là trận này mình chơi cũng tốt chứ không phải là không. Chơi cũng tốt, bây giờ cũng 74 màu ấy. Chứ mấy cái thằng ở phía dưới nó không chịu nổi luôn, mấy cái thằng top 1 cơ mà. Top 1 nó quá xanh, bài nó quá to. Mà nó còn định counter của tôi đấy anh em ạ. Đây này, anh em thấy không? Vãi đái, may không chơi Hunter nhá. Chơi là kẹp với 4 đá rồi. Cái thằng Hunter là chết đầu tiên luôn. Gặp là chết. Can hết hết mập à, cần hết mập à? Ủa, cần hết mập. Đấy, nó kẹp đá rồi đấy. Chơi biết không sợ là mấy. Chứ còn chơi... cắt chưa được không? Cắt được không? Vừa vẫn cắt được này. Cắt được không? Cắt được không? Ui rồi may mà chơi beat đấy anh em ạ. Chơi beat thì cắt được. Rồi. Tính toán hết rồi. Hợp lý anh em ạ. May không chơi Hunter đấy. Rồi. Bây giờ Ron kiếm cái con gấu 2 đã. Bài hơi yếu. Có sách là kiếm gấu cái đã. Mà chuyện lại đen nhờ. Con gấu không ra chứ. Đen thật sự luôn. Không ra nổi con gấu luôn ạ. Thể Silent Assassin. Cho vào có 3 Assassin.
Như này có khi mạnh hơn đấy. Hay như này đi. Cũng được. Đây, 3 Hunter. 3 Hunter, 3 Assassin, 6 bit. Làm thế nào là chúng ta có một cái đội hình mạnh nhất giữ máu đây anh em ạ. Rồi. Có sầu đẻ kinh phết nhỉ anh em nhỉ. Sầu gọi đệ ghê phết đấy. 2 sao cánh kèo à. Đen nhỉ, rồi hết tiền rồi không ra con gấu vào luôn. Quá đen luôn. Bây giờ tôi lại vươn lên vị trí top 1 rồi này. Mà cái thằng top 2 ấy, nó còn level 10 50 tiền anh em ạ. Cũng chả có hy vọng gì đâu. Khó lắm. Nhìn thế thôi nhưng mà bài nó có ra đâu. Anh em thấy tôi toàn 1 sao không? Bài không ra, toàn kiểu đánh tận dụng ấy. Ra con nào thì múc vào. Chứ còn cái tầm này nhưng mà ra tôi con gấu 3 sao chắc chắn mọi người chết hết với tôi. Kể cả thằng top 1 kia không xả tiền nhanh thì chết với tôi luôn. Tôi ra sắc rồi, bây giờ chỉ cần con gấu lên 3 sao thôi. Mà không ra luôn, có mỗi một con, 1 sao. Chán đời còn chả thèm cho sách cho nó cầm luôn. Cho bây giờ cho con sâu cầm khi ngon hơn. Ơ kìa, nào lại thua chứ. Điêu thật. Thằng này cứ tưởng kết liễu nó rồi. Lần lượt từng thằng nó đi thôi. Lần lượt nó sẽ ra đi hết rồi anh em ạ. Cái tầm này bây giờ làm gì có thằng nào đỡ được. Xếp lại cái đội hình tí nhá. Bây giờ lại sợ Hunter. Này có sợ Hunter không? Assassin vòng sau chắc cũng không sợ lắm đâu nhỉ. 3 Assassin vòng phía sau. Nhưng mà cái con cáo tôi chưa lên được 2 sao. Xe Linh phải 2 sao mới yên tâm được. Cáo 2 sao mới yên tâm được. Chứ còn xe Linh vẫn đang 1 sao cầm đồ này thì súng nó cũng clear nhanh lắm. Súng Hunter ở trong cái bộ Hunter nó có khả năng là đấm cái bộ beat này. Rồi gặp Clyde. Thằng này đi rồi. Thằng này chắc chắn đi đâu này rồi. 6 Clyde, 4 Glacier thì không có cái cửa gì ăn được hết. Ok. 2 máu chắc chắn đi thôi. Round tiếp theo chúng ta hy vọng là sẽ ra là con gấu. Vẫn chưa thấy ra anh em ạ, cay nhờ. Còn cái món đồ thì bây giờ tôi đang phân vân không biết có lên chuyển đổi cái món đồ Kira không đây. Phân vân lắm anh em ạ. Thôi nói chung là bài của cậu đấy. Mấy cái thằng dưới thì nói chung là chịu luôn. Không ngồi cửa gì ăn được luôn. Bây giờ gấu, cái con gấu tổ lên được 3 sao rồi thì đỡ thì đéo được. Phải đài. Sợ thật sự luôn, chơi game sướng thật. Đã thế còn counter của mình nhá. Kẹp ngay 4 đá vào để counter luôn ạ, dã man. Rồi cho gấu ấy mà gấu vẫn chưa lên được 2 sao. Đồ gấu rất đẹp nhá. Mẹ nó chứ. Ra đi. Ơ kìa. Cày quá đi mất tôi anh em ạ. Thực ra ấy, cái bài này của tôi vẫn có cái cửa top 1 nếu mà tôi đẩy nhanh được bọn nó ấy. Nhưng mà vấn đề là tôi cũng có ý định đẩy nhanh nhưng mà tôi xả hết tiền nó không ra luôn. Cái bài nó đen đến cái mức độ đấy. Xả hết tiền không ra gấu nào luôn nhá. Điên rồ thật đấy. Chứ nếu mà cái con gấu này mà nó ra được lên 3 sao thì tầm này là chết.
Bây giờ cái thằng chơi võ sư kết hợp với cả cả sáu đá nó lên được cái con gấu tổ 3 sao rồi thì tầm này thì chịu rồi. Con gấu nó có lên 3 sao nó cũng chả làm gì được. Con gấu của tôi ấy. Con gấu 4 đồ của tôi mà nó lên được 3 sao thì nó cũng chả làm gì được luôn. Nói thẳng luôn là cái điều đấy luôn. Mẹ nhìn nó rầm kìa. Trời ơi, vãi cứt ạ. Ui. Chưa tính là đồ thế giới luôn. 20 máu nào. Thế thì tôi mới là cái người sắp bay màu đấy anh em. Máy bay này. Rồi, lấy máy bay nhá. Máy bay đi. Tôi sẽ lấy con máy bay này, bán cái con nghĩ là tôi sẽ bán cái con xe linh đi vậy. Không đủ tiền. Mặc dù là mất cái bộ assassin nhưng mà máy bay nó uy tín hơn, nó kẹp lùn được vào anh em ạ. Máy bay kẹp lùn vào bắn cái lượng đam nó gây ra rất là lớn. Ngoài ra thì vào nó xả luôn một mạch luôn. Clear nó sẽ nhanh, mỗi round chúng ta sẽ giữ được máu. Này, súng này. Hunter này. Gấu 3 đây rồi. Thằng này ra là con gấu 3. Ê, đẩy đau á. Ui, gấu có đồ luôn. 14 máu ạ. Vớ vẩn không được top 2 luôn đấy. Đen thật. Sao này thế nào đây? Bán cây đi à? Bây giờ dễ chết thôi chứ còn đợi làm sao con gấu nữa anh em. Gấu bây giờ nói chung là lừa rồi. Biết lừa. Thực ra chả phải biết lừa mà tôi cố tình nó chơi biết để tôi đấm cái thằng võ sư đi ấy, anh em ạ. Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Bây giờ gấu không ra thì muộn rồi. Không đấm được nữa. Rồi mày khó quá rồi. Giờ dễ chết. Cố gắng vào top 2. Võ sư vừa lóc này. Thằng này thì vẫn đấm được. Thằng này vô tư. Ok. Sợ cái con gấu tổ 3 đây anh em ạ. Chứ còn nếu mà gấu tổ 1 sao này rồi thì phong vũ dồn đồ thì nói chung là không sợ. Sợ nhất là con gấu tổ lên được 2 sao hoặc là 3 sao ấy. 2 sao tôi nghĩ là vẫn có cửa ăn được ấy. Chứ còn 3 sao thì khó quá rồi. Bây giờ là còn thằng Hunter đúng không? Thằng Hunter thì cũng sớm muộn thì cũng chết thôi. Anh em nên nhớ là cái thằng top 1 thì nó counter ở bộ Hunter anh em ạ. Tôi tỉnh táo sớm tôi chuyển sang bộ Beast rồi. Chứ còn Hunter mà gặp cái thằng top 1 nhá, nó đấm nó sấp mặt luôn. 6 đá thì không nhấc tay. Nói thẳng ra là con súng của thằng Hunter ấy, nó sẽ không bao giờ bắn được luôn. Counter tận răng rồi gì á. À, gặp tôi à? Gặp tôi vẫn ăn được thôi. Tôi có con máy bay nó clear nhanh lắm. Rồi, rồi, xong rồi đấy. Với cả cái đao vừa rồi ra con gấu 2 sao. Và bây giờ mới ra gấu 2 sao cho tôi đấy. Rồi, bây giờ lúc solo làm nào đây anh em? Chịu rồi đấy. Chả biết làm nào luôn. Cái tầm này solo không biết làm nào để ăn được luôn ấy. Giờ cái con gấu nó lên được 3 sao thì cũng vô dụng thôi anh em ạ. Tầm này không đẩy nữa rồi, đối thủ quá nhiều đồ rồi. Có... sau cái round này là có tới 4 đồ cam thì không đỡ nổi luôn. Khó thật sự. Cái lần gặp trước nó gặp tôi ấy là nó đã có 2 đồ cam rồi đấy anh em. Chúng ta về cái lượng đồ chúng ta đã kẹp đối thủ rồi chứ đừng có nói là về bài nữa. Bài cũng kém luôn. Chất tướng cũng kém. Line up cũng kém. Đồ cũng kém. Mẹ, bây giờ phải lên được máy bay 2 sao thì may ra mới đỡ được. May ra. Máy bay 2 sao, gấu 3 sao. Lại sách. Ok. Chỉ lấy được sách thôi, chả lấy được cái gì luôn.
Giờ chuyển sang cá, 4 cá. 4 cá để giảm sát thương nó đã. 4 cá kẹp với cả 6 bit. Phải bỏ máy bay, bỏ súng nữa anh em ạ. Dồn đồ, tôi nghĩ là sẽ dồn đồ cho con cáo. Phải bỏ máy bay, bỏ súng. Máy bay là bị counter chặt rồi. Máy bay mà gặp cái bọn đá này thì nó cũng sẽ bị đóng đá thôi. Nhiều tia là bắn được bắn ra thì cũng có nhiều khả năng đóng đá. Con súng này nó cũng thế thôi. Cần là cần khả năng là đam to kết liễu. Tôi nghĩ là dồn đồ cho cáo phải ok ạ. Đấy, đóng đá có làm được gì đâu. Chết bố rồi kìa. Vào chả bắn được phát nào luôn. Con máy bay vào chả bắn được phát nào anh em ạ. Cay thật. Đấy, trong khi đấy con cáo nó sống đến cuối game. Đúng thật luôn. Khả năng là dồn đồ cho cáo. Đối thủ còn bất diệt nữa. Khó quá à. 3 assassin à. 3 assassin 4 cá đúng không. 3 assassin 4 cá. Mà tôi nghĩ là phải rao sau. Rao này thì không kịp nữa rồi. Chúng ta sẽ phải rèn cái món đồ đã. Nếu mà chuyển sang assassin sẽ không cần dùng cái hai tia này nữa. Chúng ta sẽ đổi lấy một cái món đồ tím đi. Lấy cái chấm lan à. Thôi, nếu mà chơi cáo tôi nghĩ là lấy đồ Kira ngon hơn. Lấy đồ Kira nhá. Liều phát xem nào. Ui dồi ôi, random thế nào. Ui dồi ôi, mẹ đen lên mức độ như thế luôn à. Vãi cứt. Bài này là số là top 2 rồi anh em ạ. Không đồ. Không đồ và bài yếu. Đối thủ lên được gấu 3. Không đồ và không tướng luôn. Cáo 3 sao đỡ đâu. Tại sao phải là cái găng tay Kira nhỉ? Đèn thế nhỉ? Đổi bao đồ xong rồi cuối cùng là vứt hết. Chả có ra được cái nào. Đổ toàn đồ xong rồi cuối cùng là không móc binh được ấy. Tức là tôi chả có cái đồ cam nào do tôi là phải đổi những cái món đồ tím rồi những cái món đồ xanh dương á. Cay không? Đồ xanh dương bây giờ còn đúng 4 món này anh em này. Coi như là tôi quay toàn vào mấy cái món không dùng đến ấy. Đen thật đấy. Chịu rồi. Nhìn con gấu nó bay kìa. Không có làm cách nào luôn. Máu nó đầy nguyên ấy. 4 món đồ cam thì chịu rồi anh em ạ. Nó khác biệt về mặt đồ quá ấy. Này em nào. 3 assassin. Tôi nghĩ là cũng chả có ăn thua. Cáo chả có đồ mà chơi. Cáo không có đồ đánh đấm gì. Nhưng mà ít ra thì còn được đánh anh em ạ. Chứ còn con súng con máy bay tôi thấy nó chả được đấm. Cay thật. À đây rồi. Ủa chú quỷ lên được 2 sao thì cũng chờ nhá. Nhưng mà cái đao này vớ vẩn đao cuối bố rồi anh em ạ. Chú quỷ làm gì có cơ hội lên được 2. Với những cái trận như này tôi nói thật với anh em là tôi lại muốn nghỉ một thời gian. Dã man. Cay thật đấy. Tiên sư nhà phát hành để bộ này nó hoành hành đến như thế này hay sao. Thề. Thôi được rồi. Cũng xin phép các anh em rồi nên là cũng không ngại lắm. Thế anh em nhá, chắc là những cái game sau thì tôi cũng sẽ chơi cái đội hình khác thôi. Đấy, nhưng mà hy vọng là anh em sẽ cũng không có lăn tăn gì nếu mà top 2. Anh em nhá, rồi anh em thứ hai để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Không phải người khác chơi mà chính là tôi chơi cái bộ võ sư. Đấy, trái phải luôn nhá anh em nhá, cả hai bên. Trái phải anh em sẽ thấy cái bộ võ sư nó mạnh đến cỡ như nào. Tôi chơi nhá thì ui dồi ôi vớ vẩn 100% máu hết game ấy chứ. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.